Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em những ưu điểm cũng như là nhược điểm của Note 10 Lite về thiết kế cũng như là cấu hình, và để từ đấy anh em có thể tự trả lời được cho mình câu hỏi là liệu có nên mua Galaxy Note 10 Lite hay không. Đầu tiên là về cấu hình, thì cấu hình nó là một trong những cái yếu tố quyết định một cái dòng sản phẩm liệu nó có chỗ đứng ở trên thị trường hay không. Đặc biệt là đối với một cái dòng sản phẩm được gắn mác là flagship nhưng với cái mức giá gây quá nhiều tranh cãi như Note 10 Lite. Về ưu điểm thì dung lượng pin lên tới 4500mAh giúp Note 10 Lite lấy về cho mình một cái điểm cộng mà chưa từng một flagship nào của Samsung trước đó làm được cái điều này. Viên pin dung lượng 4500mAh cho phép máy có khả năng on screen khoảng từ 6 cho đến 7 tiếng liên tục. Anh em có thể hoàn toàn yên tâm trải nghiệm Note 10 Lite mà không phải lo sợ cái nỗi ám ảnh sập nguồn như trên Galaxy Note 8 trước đó, với viên pin cực kỳ là hiểu, chỉ khoảng 3300mAh. Và nếu có một cái danh sách liệt kê ra những cái dòng Samsung Galaxy Note pin trâu nhất thì chắc chắn là Note 10 Lite sẽ có mặt trong cái danh sách này. Yếu tố tiếp theo được nhiều người cho là nhược điểm khi mà Samsung trang bị cho Note 10 Lite con chip xử lý hiện đại nhất trên thị trường cách đây 2 năm, tên là Exynos 9810, tương tự như Samsung Galaxy Note 9 trước đó. Tuy nhiên thì nếu xem xét kỹ lưỡng lại một chút thì đây lại là ưu điểm chứ không hẳn là một cái nhược điểm như mọi người từng nghĩ. Khoảng thời gian 2 năm có vẻ đã hơi lâu, nhưng mà về mặt hiệu năng thì Exynos 9810 hoàn toàn chưa có một chút nào lỗi thời. Khi mà Exynos 8895 trên Note 8 trước đó vẫn đứng vững trên thị trường thì 9810 vẫn sở hữu một cái sức mạnh quá là khủng khiếp và cái trải nghiệm không thể nào mà bàn cãi được. Anh em vẫn có thể chơi được những cái tựa game nặng nhất hiện nay. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng sẽ chỉ dừng được ở cái mức đồ họa trung bình hoặc là hơn trung bình một chút thôi. Thì cái này nó là một cái giới hạn về mặt phần cứng thì mình cũng không thể thay đổi được cái điều này. Nhưng nói chung về mặt trải nghiệm thực tế thì 9810 trên Note 9 và hiện tại là Note 10 Lite nó vẫn mang lại cho anh em một trải nghiệm cực kỳ là ok. Và nếu mà để chấm điểm thì cái hiệu năng của con 9810 này mình sẽ cho nó khoảng 7 cho đến 8 điểm. Đấy, tức là nó sẽ đáp ứng được cho anh em chơi được cái tựa game đồ họa cao nhất trên thị trường. Nhưng mà tất nhiên là ở cái mức cài đặt trung bình hoặc là hơn trung bình một chút thôi. Đặc biệt là với mức giá hiện tại thì anh em sẽ được trải nghiệm một cái dòng sản phẩm mới nhất này, sở hữu cấu hình phân khúc thuộc hạng cao cấp của Samsung, thay cho việc phải mua một con Samsung Galaxy Note 9 cũ, đúng không nào? Mặc dù cùng là chip 9810, cùng một cái hiệu năng thực tế như vậy. Thêm một cái điều nữa thì với phiên bản lựa chọn RAM là 6GB hoặc là 8GB thì cái khả năng đa tác vụ của Note 10 Lite nó cũng ấn tượng hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm khác trên thị trường mà cùng với cái tầm giá như này. Bên cạnh đấy thì có một cái mà Note 10 Lite nó sẽ gọi là ưu điểm hơn, nó sẽ vượt trội hơn so với Galaxy Note 10 và Note 10 Plus cùng series. Đấy là Note 10 Lite nó sẽ được trang bị một cái camera selfie ở độ phân giải tối đa là 32MP. Đấy, trong khi đấy thì trên Note 10 và Note 10 Plus chỉ là 10MP mà thôi. Đó là về ưu điểm, còn về nhược điểm thì chắc chắn là không có gì hoàn hảo rồi. Note 10 Lite thì cũng không nằm ngoại lệ. Với cấu hình và cái hiệu năng vượt trội so với cái phân khúc tầm giá đấy thì Note 10 Lite lại làm anh em hơi cụt hứng một chút. Khi mà màn hình của máy mặc dù là được gắn mác là flagship nhưng mà chỉ có độ phân giải tối đa là Full HD cộng, thì thay vì 2K, 4K như những cái dòng sản phẩm khác trên thị trường hoặc là những cái dòng sản phẩm Galaxy Note khác chẳng hạn, ví dụ như là Note 9 là trước đó hoặc là Note 10, Note 10 Plus sau này thì đều được trang bị độ phân giải 2K, nhưng mà riêng Note 10 Lite thì chỉ dừng ở Full HD cộng mà thôi. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm thực tế cho thấy là cái chất lượng hình ảnh của Note 10 Lite vẫn khá là tốt. Mặc dù khi mà so sánh ở bên cạnh với cả Note 10 Plus hoặc là những cái dòng sản phẩm khác độ phân giải 2K thì độ chi tiết của Note 10 Lite nó sẽ nhạt nhòa hơn một chút, nó sẽ bệt hơn một chút, nó không đã sắc nét bằng. Nhưng mà khi mà so sánh với cả những dòng sản phẩm khác cùng phân khúc giá trị thị trường mà đến từ những cái hãng khác ấy, thì anh em vẫn sẽ được trải nghiệm một cái màn hình Super AMOLED có màu sắc tốt này, nịnh mắt, đặc biệt là cực kỳ ổn trong trải nghiệm xem video cũng như là chơi game. Thứ hai là về thiết kế. Cái ưu điểm của Note 10 Lite trong thiết kế đấy là mặc dù là phiên bản rút gọn ngay từ cái chữ tên của nó rồi là nó có cái chữ Lite, thì Note 10 Lite lại có kích thước là 6.7 inch, lớn hơn Note 10 nhưng mà lại nhỏ hơn Note 10 Plus. Thì cái điều này thì nó vẫn đáp ứng được cái tiêu chí kích thước lớn và to truyền thống của một dòng Galaxy Note. Đặc biệt là mặc dù được gắn mác là một cái flagship nhưng Note 10 Lite lại là một chiếc Galaxy Note đầu tiên được Samsung trang bị một tấm nền màn hình phẳng, đó, không bị vát cong hai bên giống như tiền lệ. Thì cái màn hình này sẽ giúp anh em giải quyết được cái bài toán sử dụng các miếng kính, miếng dán bảo vệ màn hình dễ dàng hơn so với màn hình vắt cong như các dòng sản phẩm Galaxy Note trước đây. Đặc biệt là trong quá trình trải nghiệm thực tế thì nó cũng sẽ không gây ra những cái trải nghiệm cấn bàn tay hay là nó sẽ không bị va chạm nhầm lẫn những cái điểm trên màn hình. Thì
thay vì đánh đổi về mặt thẩm mỹ nó sẽ không đẹp bằng cái màn hình cong hai bên, nhưng mà về mặt trải nghiệm thực tế thì nó sẽ tiện lợi và nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Về nhược điểm trong mặt thiết kế thì có lẽ mặt lưng nó là cái nhược điểm lớn nhất và mình nghĩ là duy nhất của Note 10 Lite. Note 10 Lite sẽ có mặt lưng chỉ là bằng nhựa thì cái cảm giác cầm nắm nó sẽ không sướng như mặt lưng kính. Nhưng mà với cái màu sắc hiệu ứng gradient, cụ thể là màu orange mình đang cầm trên tay đây, thì yếu tố thẩm mỹ của Note 10 Lite vẫn được đảm bảo và vẫn mang đậm chất của một cái flagship đến từ Samsung. Cuối cùng thì Note 10 Lite vẫn sở hữu một cái tính năng gọi là ăn điểm nhất của Samsung và không một hãng nào có thể làm được. Bút S Pen nó là tính năng mà Note 10 Lite được Samsung trang bị. Một lần nữa chưa từng có tiền lệ, chỉ với mức giá tầm trung, chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc Samsung Galaxy Note với bút S Pen nó có thể gọi là huyền thoại của Samsung. Cho nên khi mà anh em muốn sở hữu bút S Pen thì Note 10 Lite nó sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ là ok. Bút S Pen nó sẽ không còn là một cái tính năng quá là xa xỉ với những cái giá ở trên trời nữa. Và thông qua những cái chia sẻ trên thì anh em thấy Note 10 Lite như nào? Với mình thì anh em nên mua Note 10 Lite, đặc biệt là với những anh em có những cái tính chất công việc thường xuyên phải viết, lách, ghi chép, vẽ vời. Đó thì mình có thể khai thác triệt để những cái tính năng của bút S Pen trên Note 10 Lite và với cái mức giá tiết kiệm nhất có thể. Còn ngoài ra nếu mà nói về hiệu năng hay là nói về trải nghiệm màn hình các thứ thì mình nghĩ là với mức giá này thì anh em có thể hoàn toàn lựa chọn những cái dòng sản phẩm khác với cái cấu hình cao hơn, với cái trải nghiệm về công nghệ nó tốt hơn. Đó, thì cái này nó phụ thuộc phần lớn vào cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái mong muốn trên một chiếc điện thoại của anh em. Và nếu anh em đang quan tâm và muốn sở hữu cho mình một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite thì anh em có thể click vào phần link chi tiết sản phẩm mình đã để ở dưới mô tả video. Và ý kiến của anh em về Note 10 Lite như nào, anh em có thể để lại bình luận xuống dưới cái video này. Hy vọng rằng qua cái video này thì mình cũng đã cung cấp được cho anh em cái nhìn tổng thể và những cái đánh giá chi tiết cơ bản nhất về Samsung Galaxy Note 10 Lite. Và cảm ơn anh em đã xem video này của Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.